Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Và lần này Khải mới mua được cái bao tay 540 nè. Và cái mang bao tay 540 này á, thì Khải đi kèm với Gaming thì Khải có thể đặt mất 120 500 nếu mà trong những cái pha giao tranh hội đồng nha anh em. Nói nha, những pha giao tranh hội đồng nha, nếu như Gaming Khải chết thì cũng có Gaming của những anh em khác thì Khải đặt mất 120 500. Đó, anh em cùng nhìn sơ qua. Đây mới mua này. Đó. Và đây là Khải mới mua 2 kim thằng em bán rẻ. Đó, 2 kim. Rồi cái nhẫn này này, nhẫn này thông pháp 18 520, sinh lực lực. Mới sinh ra anh em. Ngọn đèn khuya trong đêm mang bao kỷ niệm vô lâu cô đâu nét cho A Khải mời A lon nước giải nhiệt nha. Ok, ok, cảm ơn Quang Nguyễn nha em ơi. Ok em à, anh cảm ơn Quang Nguyễn nhiều nha. Đây, em nhận này hôm trước Khải có sang ra anh em. Khải sang cái bát sát thủ ở bát 2 á. Nhận này thì anh em cực kỳ ngon như đường môn luôn. Nên là Khải bán cái nhận kim 15 kim rồi, Khải mang nhận này. Rồi Khải phải đầu tư lại bao tay và phải đầu tư lại lên đảo anh em. Nói chung là bán cái nhận được 15 kim. Mua lại bao tay này với đầu tư tinh hồng bảo thạch thì tốn lại 4 kim. Đó, tốn lại 4 kim. Nhưng mà được cái nhận mình rất là ưng. Đó, anh em thấy nhận chất chưa? 18, 20 sinh cục lực. Rồi kèm với đai lưng thì Khải được 32 điểm thân pháp thôi. 32 điểm thân pháp. Và móc 500 hiện tại trong người là 100 nha anh em. 100 theo kèm theo con Gammy mà khoảng 15, 16 điểm thanh âm. Thì thêm 20 nữa thì nó sẽ đặt móc 120 nếu mà giao tranh hội đồng nha anh em. Nếu giao tranh hội đồng có Gammy nha, Khải sẽ đặt 500 120. Đó. Rồi nhẫn này Khải mới mua 12 kim. Ở video trước thì anh em cũng thấy rồi. Chóng 40, sinh lực 80 và kháng hỏa 10 và nội lực 141. Nhẫn này Khải mua 12 kim. Ngọc bòi này Khải mua 2 kim. Ngọc bòi này được rồi, không cần phải mua đâu. Ngọc bòi đẹp mà. Thờ, sinh lực 156, nội lực 97 này. Ngọc bòi này đẹp rồi. Kháng lôi thì 15 là ok rồi. Đây nón. Đó. Nón này nón hợp kim nè. Đó anh em qua xem lại này. Đó, sinh lực lực. Đây áo. Hử? Đây. Đó, áo. Rồi đây, đôi giày đây. Đôi giày đây là sinh lực lực luôn. Nói chung là đồ Khải toàn sinh lực lực thôi em à. Nói chung là đồ Khải nhìn cũng khá là ok. Đó, thấy chưa? Sinh lực 900 mấy lận. Sinh lực 991 lận. Cái khúc này là nghĩa zin cây nha anh em. Nghĩa zin cây nha. Đó, cái nỏ này anh em. Cái nỏ hổng binh ra này. Đó, hổng binh 40 lần anh em à. Nỏ này Khải đầu Khải và cùng một số anh em ủng hộ donate thì Khải là hơn 40 lần ra được cái nỏ này. Cái nỏ này bữa cao tống kim Khải nói không còn gì phải bàn nữa nè mà cực kỳ đẹp cho đường môn luôn. Đây gia truyền, gia truyền hơi tiếc một chút là gia truyền chỉ có kháng tất cả 15, kháng 35, không có sinh lực một lực gì cả. Nếu mà có thêm dòng sinh lực 100 nữa là sinh sinh lực của Khải đặt mất khoảng 2k5 là ok liền nè. Rồi nó thiếu mất cái dòng sinh lực nó hơi tiếc nhưng không sao. Đó, nếu không có gia nào ngon hơn thì Khải sẽ mua. Đó. Hiện tại hiệu ứng chóng thì Khải có 70. 70 thì Khải nói đánh hội đồng thì vô tư rồi nè mà. Kèm theo Gammy thì hơn 80, 100 rồi. Là ok rồi. Đây hiện tại đang có mình 70 chóng. Và 150 set đồ này Khải nghĩ với lại lần này ép full thân pháp. Lực tay 7k nha em. Lực tay 7k nha. Đó lần này Khải nghĩ đánh tung kim sẽ ok hơn. Nó này là lên hơn cái nỏ kia 250 lực tay nè. Hơn 250 lực tay. Đây được Khải test cái nỏ kia cho anh em xem nha. Tao bây giờ lực tay đúng 7k 0.5 đúng không? Khải sẽ mang nỏ này cho anh em xem. Một cái nỏ cũ đâu. Đây. Khải sẽ mang nỏ cũ cho anh em xem. Nỏ này là nỏ này mới hoán là được 7k 0.5 điểm nha. Khải sẽ mang lại cái nỏ cũ cho anh em xem. Nó sẽ hơn bao nhiêu nó sẽ ra. Hôm qua em kia có tính thì hơn 200 điểm anh em à, hơn 200 mấy á. Đây, nỏ cũ đây, nỏ cũ là 3947. Lần này có sự thay đổi từ nỏ và bao tay nữa là Khải thấy lần này sẽ rất là ok. Đó, ok chưa, được rồi, kiểm tra thử coi. Đây, nỏ này thì chỉ được 6785 thôi, 6785 được Khải lấy này. Nỏ kia là 7005 này, trừ cho 6785 là cái đam to nhất này. Hơn 220 lực tay năm. Hơn 220 lực tây. Đó, thấy chưa? Giờ Khải mang nó kia vào. Hơn 220 lực tây. Giờ Khải mang lại nó không qua không binh 40 lần ra. Chung thì đã xác định chơi là chơi đến cùng anh em. Xác định tìm cái nỏ rồi đánh tống kim mà. Và cái nỏ này Khải sẽ đánh tống kim sập server. Chứ không cần phải mua thêm một cái nỏ nào nữa cả. Đây.
Đó. Không cần mua thêm một cái nỏ nào nữa hết. Đó, thấy chưa? 7.005 điểm. Hello Vu Giang, hello anh em nha. Cái đào hón à, cái đào bà Khải bán shop rồi, Lâm Tuấn ơi. Cái đào Khải bán shop rồi, Khải 40. Hello Kim Trần nha. Ừ, Khải đang bơ cam 1. Đúng rồi, Khải không bên 40 lần nè. Đây, đẹp không? Hơn 220 điểm, nói chung là 220 điểm thì nó tương đương khoảng gần 50 đến 60 một cái nhất kỷ nè. 50 60 nhất kỷ đó, tại vì là cái nhất kỷ nó tăng cho Khải là khoảng 400 mấy lượt tay á, một nhất kỷ nha, một nhất kỷ trên đầu á là kỷ này cũng có một này. Nó sẽ tăng cho Khải là gần 400 mấy lượt tay. Nhưng mà Khải thay cái nỏ này vào thì nó hơn 220 mấy điểm lượt tay. Thì tính ra nó khoảng được 1/2 cái nhất kỷ nè. Đó, nó hơn cái nỏ cũ Khải đến 1/2 nhất kỷ lận. Lần tay này rất đẹp luôn. Ok, xuống đảo thôi. Anh em xem video thì đừng quên cho một like chia sẻ nè mày. Lần này sẽ có sự thay đổi cực kỳ hấp dẫn đến từ vị trí bao tay với cái nhẫn này. Đó, hai món đang cực kỳ ưng ý và là cái nỏ. Đó, ba món thay đổi trong cái lần lên đảo này. Phép full thông pháp. Đây này, đầu tiên là thay đổi cái nỏ này, thứ hai là thay đổi bao tay, và thứ ba đó là thay đổi cái nhẫn. Đó, em thấy chưa? Nhận sinh lực 157. Chắc chưa? Đó, quá chắc luôn. Hiện tại bây giờ chỉ cái áo hơi sinh lực hơi cùi chứ thôi. Cái áo thì không có áo nào đẹp hơn thôi. Áo sinh lực hơi cùi chút thì có tấm 2 tấm mấy thôi. Khải mua nhẫn hiệp cốt lấy sức mạnh để dành đổi cho gọn. À, nhưng mà hiện tại server mua nhẫn hiệp cốt không có. Nên là Khải phải tốn 4 điểm vào sức mạnh em. Mua nhẫn hiệp cốt không ra. Chứ nếu mà ra thì Khải không có tăng 4 điểm vào sức mạnh làm gì, nó phí điểm nè. Đó, hiện tại Khải đang tăng 4 điểm vào sức mạnh này, để có thể thay nỏ ra, thay nỏ vô nè. Đó. Rồi ok, Khải mang cái nỏ kia vào chuẩn bị để hoạt động ban. Cái nỏ kia thì tốc 20, sát thương 32. Thì nó này chỉ bơ ca ẩn ngồi thôi. Chứ đánh con kim thì nên mang cái nỏ sát thương là ok. Bây giờ Khải mang cái nỏ tốc và sát thương đỡ bơ ca ẩn ngồi, chuẩn bị để hoạt động ban đó nè. Ừ, nón xấu trai thiệt. Nhưng mà chưa tìm được cái nón nào ưng ý nè. Phải có cái nón nào ok một tí thì được. Khải vẫn chưa được có cái nón nào mà ngon lạnh. Chỉ có cái nón này thấy đẹp thôi, hiệu ứng ngon. Chứ hiện tại thì nó xấu quá. Nhìn thiệt nó xấu vãi nồi. Rồi, nó này là nó bơ ca ngồi. Nó bơ ca ngồi lực tay. Lực tay được 6k5. Ok, đó nó bơ ca ngồi. Nó bơ ca ngồi nó mất hết 500 lực tay nè. Mà em thấy chưa? Cái nó này, với cái nó này là trên nhau 500 lực tay. Anh em thấy sự khác biệt chưa? Cái nỏ này á là tốc 20, sát thương 32. Thì nỏ này là bơ ca bên ngoài là phải gọi là bá cháy bồ chét nè. Cái nỏ này bơ ca ngoài là phải gọi là bá cháy bồ chét luôn á. Mà lực tay ở ngoài thì nó chỉ có 6k5 mà thôi. Còn cái nỏ này thì nó lên đến 7.000. Cái nỏ này mang vào nó hơn 500 lực tay, anh em thấy không? Hơn 500 lực tay, anh em thấy hiệu quả chưa? Cái nỏ này chỉ đánh tống kim thôi em. Thông báo anh em là cái nỏ này á là đỡ duy nhất đánh tống kim thôi. Đó, đỡ bên trong tống kim thì đạt tốc. Hôm nay mà tóc 30 nữa khỏi nói nè. Khải hóng 40 lần nha Vương Lê ơi, 40 lần nha nè. Mua hai cái hiệp cốt 30 để dành. Ok ok, vậy Khải đang tìm mà không có. Khải đang tìm mà không có. Có thì càng tốt. Rồi ok, Khải xuống đảo nha nè. Đó, anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nha. Đó, lần này Khải ép full thông pháp ấy. Xin khí Khải chỉ tăng khoảng 4 mấy điểm thôi. Lượm cho mình khoảng 2k5 máu thôi. Ok nha, đừng quên cho một like chia sẻ nè. Bây giờ Khải xuống đảo đây.